đây là những cổ động viên của xóm 6 đã bỏ hết công việc để đi cổ vũ cho các em. Tinh thần bây giờ lên rất cao. Sau khi đội 7 sau khi đội 4 là chưa được. Tất cả các đơn vị này, tất cả các đơn vị chúng tôi thấy các em tháo hết khăn quàng rồi. Nếu mà sau giờ bế mạc mà các chi đội các em không, tất cả các khu vực các cổ động viên chúng ta rất xuất sắc đang tiến vào lễ đài là chi đội 6 đến từ làng văn hóa Ngọc Liên, một làng văn hóa cấp tỉnh đầu tiên của huyện Nga Sơn này. Các cổ động viên của chi đội 6 đâu? Cố lên! Cổ động viên phải như chi đội 6 đây mới là cổ động viên này. Không cần phải nhắc. Xong một tiết mục là vỗ tay ngay. Thế mới phấn khởi chứ. Vừa thôi.
Thank you.
Chi đội 1 chuẩn bị. Sau chi đội 1 là các chi đội chúng ta chuẩn bị trại để cho ban tổ chức sẽ chấm trại lần cuối. Đề nghị các chi đội, các đồng chí. Yeah.
Nào. Giang, Giang đứng nhanh lên. Thưa quý vị các đồng chí và các bạn, theo thông báo nhìn vào đây, nhìn đây. Thì hội chạy là mỗi đội ít nhất là tham gia là từ 35 em trở lên. Nhưng với đội hình của làng văn hóa Hoàng Sơn hôm nay, chúng ta thấy rằng 48 em đã tham để vào lễ hội chạy. Chúng ta tham gia trận đấu là một đội hình rất đông anh em, mà trong khi đó bác trưởng làng của bác bí thư chi bộ kiêm trưởng làng nói với tôi là đang còn lại một đội nữa. Một lần nữa các cổ động viên chúng tôi vào đâu có tay nào đấy rất đông. Ngắt vào đi, ngắt vào đi. Động viên không mặc tay sơn đâu nhưng mà tiếng hô lại càng to lên. Nói chuyện nào anh em? Ngay đây, ngay đây mình chụp cái cầm tay này, máy này cho nó rung. Thứ chi bộ trưởng làng, kiêm trưởng làng Hoàng Sơn, bởi vì đồng chí trưởng làng đi vắng, cho nên bác anh kiêm trưởng làng để chỉ đạo hội chạy của chi bộ hôm nay. Một lần nữa chúng ta cổ vũ đồng viên và cổ tay đồng viên tấm thanh nào. Chỉ huy tương lai đúng không? Đây, đây. Nó bảo sau nó không đi đội trong đội đâu. Cất vào không lại rơi tiếp rồi. Đi trong đội đâu. Con sao con không đi trong đội đâu? Chỉ huy rồi. Giống như Duy Khánh rồi. Đá Trần kia thì nó mất chỗ ai rồi. Không, đi vậy thích là đệ đi kia. Đá Trần thì nó không đi. Mà Duy Khánh anh đấm này, đá Trần kiểu gì? Không, Duy Khánh đá Trần đẹp. Đó nhà dạy nó mà. Nó về dạy nó đá Trần, đá đẹp đấy. Con 6. Đây bố mẹ nó đang 8 tuổi rồi, 6 tuổi. Con Duy Khánh là phải chờ cái con là cái bé tầm này rồi. Ê, cái cổ đẹp xinh vẻ. Bye-bye.
thiên nhiên rất ưu đãi, các em đội hình rất đông mà thời tiết lúc này lại mát, chắc chắn nào gia đình có đứng vào chụp kiểu nào anh ơi, anh nói là ý của các đó là giải mát là được không anh hiểu chưa, các đây chụp vô lợi kìa, các em rất vinh dự được La Sơn VIP đang quay hình ảnh của các em. Cứ chụp đi thôi. Nào, nào. Nào, ông Lợi ơi. Ờ. Đây là Âm Thành, một trong những cửa hàng tạp hóa rất nổi tiếng của Cầu Hói. Hai đứa. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Nhìn đây zoom. Đúng rồi, nhìn đây. Hai cái đấy. Nhìn đây. Nhìn bảo bảo kem cười đi, cười đi. Hai em cười qua, cười. Bỏ tay xuống, ôm em bảo. Dũng ơi nhìn đây. Nhìn nhìn cùng ăn cả tay ôm em bảo kìa, không thì thôi kìa.